Trên này góp các bạn click phần link mô tả, mình càng có một cái Telegram để chat chatbot, phần link mô tả bấm nút ta chat chatbot. Rồi các bạn lướt cấp tra, con này là gao 2 nha các bạn, 5 5H. Không mẹ nó gặp này hoài, 5H. Các bạn chào anh chúc nghe 5HUB Quy. Rồi bấm bấm gỡ. Thì bot nó cập nhật cái nha các bạn. Rồi con này nó có ký hiệu là iRob dòng 2. Nó khi tham gia chương trình iRob các bạn nhận sẽ nhận được mấy ngàn tập cận này, ta website sau này gỡ mèo. Nó nói con này sớm nó gỡ mèo, nó nói mình cỡ khoảng 15 đô rồi, mình không biết bao nhiêu hết, nhưng bấm vô này rớt đi. Rồi các bạn join ba kênh channel, nhiệm vụ nó có nhiều luôn các bạn. Join ba kênh, một kênh group, một kênh channel và một kênh, hai kênh channel và một kênh group, và follow theo word là rồi. Nhiệm vụ nó đơn giản lắm. Rồi một kênh nè, join kênh Telegram thứ hai nữa nè. Lẽ con này mình chưa gọi ta. Rồi các bạn join kênh Telegram nữa nè. Các bạn join vào nha các bạn. Một kênh nè, hai kênh. Rồi bạn thoát ra. Chưa điểm coi kênh. Rồi các bạn vào follow theo word nha các bạn. Thì các bạn cứ kiếm tốc cần nhiều nhiều đi, mình đăng ký cái sàn nào mình thấy tốc cần nó list ở sàn nào thì bán các bạn, hoặc các bạn bán trang coi market cap, các bạn gõ vào từ khóa tốc cần của mình. Rồi con này ủa này làm rồi tờ. Nguồn ai gấp của nó vui, đem mình coi mình có like chứ chưa các bạn. Rồi các bạn like với nó một bài nha các bạn. Rồi các bạn tự quyết nó lại mua một bài đi, test lại nè, like nó 2-3 bài nha các bạn, tại vì nguồn ai gấp của nó không à. Rồi tự quyết nó lại nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút submit DSN. Rồi các bạn điền cái địa chỉ username Telegram của mình, các bạn vào setting, các bạn copy cái địa chỉ username Telegram của mình 0329931577, anh 0329931577, các bạn bấm gỡ các bạn. Rồi how do. Rồi how do John câu hỏi. Rồi các bạn bấm vào một cái xin em đi, anh 0329931577, anh 0329931577, các bạn bấm gỡ các bạn một cái nữa các bạn. Rồi cái thứ hai là cái Tower của UCNM Tower, các bạn vào trang cá nhân mình copy của Tower mình các bạn, vì mình nhớ rồi mình không có copy, đăng VPN copy không được luôn. Rồi các bạn bắt địa chỉ ví ERC20 wallet của mình vô, các bạn dùng ví chút wallet MetaMask gì cũng được nha các bạn. Đây con này hơi lâu ạ, 4 phút rồi trời. Rồi các bạn vào ETH nè. Rồi các bạn sao chép nha các bạn. Rồi các bạn quét nha các bạn.
Rồi các bạn kiểm tra đầu đuôi, các bạn bấm gỡ nha các bạn. Submit the sun. Tại nó chưa cập nhật các bạn. Thôi nó chưa cập nhật các. Trời ơi, đau lợi luôn rồi trời. Xàm thiệt chứ. Rồi các bạn bấm vào nút menu các bạn, chứ phải submit decision. Các bạn sẽ nhận được tất cả. Rồi bấm balance kìa. Mình sẽ nhận được 15 tốc cần có ký hiệu là ESNX nha bạn. Rồi các bạn bấm vào cái link, lấy link sẽ link mình chia sẻ cho bạn bè và người thân. Mỗi một lượt ghép được 25 tốc cần. Ù con này khá nha. Con này tiếng ghép nó sấy luôn. Để mình qua mèo mình coi thông tin là các bạn. 15 tốc cần gạo 2 nè, John 3 kênh Telegram group nè, The World Submit Decision bấm đôn phải các bạn ơi. Còn 15 đô à. Vậy video mình kết thúc, chào tạm biệt tất cả các bạn nha.